Cười lên thôi. Dạ. Dạ, cười được rồi, không phải nói là cảm ơn, cười là ok. Dạ. Cười lên đi. Dạ. Bạn giấy số cô hả? Dạ. Rồi. Ủa gì vậy? Rồi sống vậy thôi đó hả? Rồi mình mấy người vậy chị? Mà anh nói sao? Không đi làm hồ mà không được tới biến rồi mẹ. Ờ vậy hả? Coi như là không làm nữa rồi đúng không? Không có đi làm. Ờ rồi rồi đem em bước vô chổng được không? Em bước vô chổng được không? Chắc mang hai phần ăn vô đây á, luôn ơi, hai phần. Ừ. Trời ơi. Sống ngay bên cạnh một cái đống xà bừng bãi rác luôn. Được nhưng mà cái nào đau lắm. Đau. Sách cái đấy. Rồi, cô đi coi lại cái tay với lại cái chân của cô đem với cái số tiền dư này nếu cô được. Giờ làm thử ha. Dạ, dạ. Ok, rồi. Rồi, Phú nói lại đi. Dạ, cho con gửi lời thăm. Con gửi là cảm ơn mấy chú mấy bác trong đó. Ờ, rồi. Con cảm ơn nhiều, con biết mau biết đi. Dạ, 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 dạ. Con mừng lắm. Ừ. Rồi thôi, chào Phú nha, về dạ. Nha. Lấy số điện thoại. Rồi, sáng sớm. Ăn luôn. Nhà mày. Trời mất cỡ, nó chờ đúng. Tức cái xé gà cho nó ăn đó. Xé gà cho nó ăn. Quay có cái tô không à, đâu chúng em đâu. Thoải mái đi. Cà ri gà. Ổ bánh mì. Rồi sao bữa nay thức dậy sớm ta? Đang nghỉ học. À. Đang nghỉ học. Hèn gì? Ngày thứ bảy rồi. Wow, ba nồi lớn. À, bà ngoại hiểu ý ghê. Cà ri đuôi gà. Khoai lang, khoai môn. Mấy giờ hôm qua ngoại thức dậy chặt gà? 2:30 sáng à? 2:30 đúng rồi. Kêu hôm nay nó dậy 2:30 lại tới 4 giờ nó xuống. Nó dễ thương lắm. Xác đánh cái đùng vậy. Xác đánh cái đùng nữa giờ nghe vậy. Đó, lúc giờ béo quá nè. À, ở kìa. Ủa vậy lúc đó 2:30 là có mình mà ngoại chặt gà hả? Ba người, ba bốn người. Vì ba nữa hả? À vì ba với chồng trên. Đây một thao nữa. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 8:30 sáng ngày 16 tháng 5 năm 2020 và mình đang có mặt ở nhà số 690/2D10 Nguyễn Duy quận 8 ha. Sáng hôm nay bên mình nấu 400 phần cà ri gà ăn với bánh mì. Thì hôm qua cái số tiền của nhóm từ thiện California còn lại là hơn 4 triệu và mình sẽ dùng thêm số tiền của chị Loan Nguyễn gửi về cho mình là hơn 10 triệu nữa. Mình sẽ dùng số tiền là 12 triệu để nấu 400 phần cà ri gà ha. Số tiền dư của chị Loan Nguyễn mình sẽ giải ngân sau. Rồi, đằng kia bên góc tay trái là bà ngoại. Có đậu bún nè. Cực quá, 2:30 sáng thiệt. Ơi, một cục thôi ngoại ơi. Mà nấu theo đúng theo cái phần kia đúng không? Đúng phần kia là 20 đó. Dạ. Lúc nào cũng bóp không? Không bỏ bài không có quyết hả? Quyết rồi. Có, quyết đây bỏ rồi. Quyết đó mà. Đây là cái này là quyết không à? À, quyết.
có cục thôi nha. Dạ. Cái này là tặng thêm cục. À, dạ. Đó, không sao. Bao nhiêu bà ngoại ok mà. Ừ. Người nhà ở nhau là ok. Ừ, này cho con ăn đâu sao. Được hai cục thịt. Hai cục thịt, một miếng huyết. Một miếng huyết, một miếng khoai môn, dương khoai lang, gỏi bánh mì. Rồi, mình ăn sáng thôi. Rồi, bánh mì. Đã kìa. Ơi, vô. Bánh mì để ra ngoài đi. Đây thầy cho con bánh mì ra. Chén gì vậy? Nắp đi. Quế đi là cục khoai môn nữa. Rồi. Lan nữa hả? Ba cục luôn hả? Ba cục. Đi hết 1-2 kg. Bỏ đây nè, ngay trên mặt thắng đây nè. Trong. Bỏ đi qua đây nè. Đây là một cái này. À, tao quay cái mày kéo cái áo xuống liền rồi. Rồi, cái này là phần bánh hôm qua, bánh kẹo. Bỏ vô. Cũng ra cũng được 20 phần hả? 20 phần, 20 phần bánh. Đường 400 ngàn rồi. Cái này cái bịch này chưa gọt. Rồi xong xuôi. Em nhớ chị đâu bị bỏ qua cái. Đưa qua vô. Đưa mấy cái qua vô. Bảo đảm lắm, mấy đứa bảy nó lấy mấy cái phần này, nó không lấy cơm đâu. Đúng rồi. Mình không lấy cà ri đâu. Em lỡ mà em còn thèm nữa, cái bê đi. Cũng trong mưa luôn. 9:30 sáng. Rồi chính thức trong mùa mưa rồi đó. Mưa phê ơi. Ở Ba Cửa à. Mưa từ 3:45 sáng tới sáng giờ mưa nữa. Quay cảnh để cho cô chú anh chị ở hải ngoại xem ha. Chính thức vào mùa mưa rồi đó. Mưa khuya rồi nó mưa sáng. Đây, cười lên thôi. Dạ. Dạ, cười được rồi, không phải nói là cảm ơn, cười là ok, dạ. Cười lên đi. Dạ. Bảy giờ số cô hả? Dạ. Rồi. Ủa gì vậy? Có cười á. Rồi, bữa nay kẹt kẹo luôn, khỏi ra vô luôn. Rồi. Wow, bữa nay cà ri gà, bánh mì đông ghê á. Dạ dạ. Rồi 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 thôi lấy luôn đi, lấy đi. Rồi lỡ rồi. Rồi chào chú. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cả đi. Dạ. Vậy đi. Em nhớ rồi. Rồi, dạ, cảm ơn cô.
ơi, cùng anh giá số. Chiếc máy bàn nó dây ra đây lượng đụng quay được mình xếp quay nó nghe tiếng rè lắm quay để lát nữa. Ừ, nó rè lắm. Rồi chào cô. Dạ. Ồ, cái chân chú này bị gì vậy? À, lần đầu tiên á. Rồi bữa nay quay là bán vé số ha. Dạ. Rồi sớm mình bán vé số cũng nhiều ghê. Dạ. Ồ. Cái anh này cái chân của anh cũng bị phẫu thuật rồi. Em kia em mở khẩu trang ra cái mọi người cười liền á. Dạ, cảm ơn cô. Wow, vé số còn nhiều dữ vậy hả? Đóng luôn. Dạ. Gọi đi ngang ở đó luôn đi cô. Dạ. Dạ chào cô. Cho chú đúng không? Chú ở nhà rồi con nhớ rồi. Dạ. Dạ rồi rồi, nhớ rồi. Ủa cô ở đâu cô? Bán vé số đúng không cô? Quê ở đâu hả? Không nghe. Rồi chú bảo vệ hai phần, hai người. Dạ. Ờ đông ghê luôn. Cả nguyên cái quận 8 á. Ôi, cười lên, cảm ơn. Dạ. Dạ dạ. Tới Tết luôn hả? À? Hèn chi. Là cái là chính chú này nói là phát tới Tết nè. Hèn gì. Dạ. Tết. Wow. Rồi chào cô, cảm ơn cô. Rồi chào còn không cái
Dữ vậy hả? Lấy vỏ cái vỏ đó ba đó. Cái số vô lấy hai lần đó là cho dở nhà điếu được cái đồ. Rồi ok. Cái chân số đổi nón á. À à. Vô có hai lần. Bỏ luôn ra cái vỏ luôn. Thôi kệ, kệ cái lại. Ồ, còn kìa. Vậy, tao tao lấy vô hả? Mày vậy số. Mày vậy số. Mày quá trời hết mưa. Sắp hết người lớn tuổi à. Rồi bây giờ gần cho mấy đứa bé vô. Rồi. Rồi, rồi, cho chị hai phần đi. Dạ. Rồi, hết. Rồi, hết, 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 hết. Cô vô phải chịu thôi à. Thôi gửi cho cổ phần đi, cho cô này thôi. Mấy người trẻ sao không còn nữa đâu. Thôi mấy người trẻ ngoài sao hỏi cho, nhưng mà cô này lớn tuổi cho cổ phần nữa đi. Rồi cô nhận phần đi. Dạ. Mấy người trẻ ngoài sao không có nữa. Hết rồi. Rồi có cái cô có bị tật nữa kìa. Thôi cho luôn phần đi. Rồi. Hết hết. Rồi chị vô nhận phần nữa đi. Rồi chị bị tật rồi kìa. Thôi bây giờ trẻ không còn nữa. Hết rồi. Không còn nữa. Còn vé số. Rồi anh đi ra được không anh? Xe ra hướng này á. Rồi thằng Lùng ra. Lùng đi, giờ không có nón rồi. Rồi đúng nè. À tiện ha, 40 ổ bánh mì.
trời nước mưa. Tụi anh à, tụi anh. Anh quyết định đi, anh quyết định đi. Xóm mới của ông gì đó. Ông đi đâu đi đi. Bữa nay 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 chiếc xe. Rồi. Rồi chính đi qua đi. Ok rồi đó. Tới đợi em cái nhà anh chín rồi lấy rồi rồi. Rồi. Phần bánh mì luôn. Cà ri gà. Cà ri gà nha. Rồi. Con có giá con giá. Rồi. Người ta yêu cầu cho bệnh phát bệnh viện. Theo cũng như người ta. Con gửi cho chú nhà chó. Bữa được 500 ngàn rồi cô làm cái gì? Đóng tiền nhà. Đóng tiền nhà. Đóng tiền nhà được hết 700. Dạ dạ. Rồi con chào cô nha. Dạ. Rồi gửi chỉ đi. Rồi rồi cái anh bệnh tim rồi. Cái chú bị bệnh tim đúng không? Chú bị bệnh tim một phần nữa rồi. Xách lại giùm em nha chị. Dạ, rồi, rồi. Rồi coi chừng cái phần nước. Rồi bên nhà cô kia nữa là đủ. Đó, cho cô một đại gia đình luôn rồi đó. Dạ, chứ thực ra là mỗi người được có một phần. Rồi 5 phần. Có một trận mưa mà thê thảm luôn. Nguyên cái xóm tạm cư.
À, nhìn cây kìa, lá mướt không? Mồng tơi với lại bí. Hoặc là bầu gì đó. Mưa rồi, cải nữa. Chú ơi, có ra ra nhận đồng con cái giá hả? Cái này cà ri nhận rồi nè. Đứng đó đi, lát cho, đứng đây lát cho. Rồi cho nó đi luôn đi con. Rồi. Dạ thôi được rồi, à, phát cho một phần nữa đi. Cho cái chú mà bán lụm dây chai mà đi lết lết á. Rồi bây giờ còn mấy đứa nít đúng không? Mấy đứa nít cho mấy đứa nít là xong. Rồi. Rồi rồi cho mấy đứa nít rồi. Nóng ghê luôn à. À rít ghê luôn. Rồi, bữa nay bà cũng cho ông kỳ cơm ngày kỳ cơm. Dạ kỳ cơm lớn. Bữa nay có dịch quay nữa kìa. Mà một mình bà làm hết luôn á hả? À dạ. Tạm bợ vậy thôi. À, thấy trong hồi trong quốc hết rồi. Rồi anh hai hả? Hỏi sớm ngượng tay anh chân để chút lại ăn chung luôn. À. Không có hiểu một chuyện đâu. À. Cái người này người kia vậy đó. Hiểu nhau á. Rồi gửi cho anh hai phần. Bữa nay không có bò đâu nha, cà ri gà thôi. Rồi. Con bác đứng mình bển đi, con gửi cho bác luôn nha. Dạ, con gửi cho bác luôn phần. Rồi qua đây nè, gửi qua đây nè. Dạ. Rồi, qua đây. Rồi, ngồi đó đi nè, lát phát bánh chưa? Lát phát bánh. Ừ, lát phát bánh. Rồi, cà ri gà. Rồi, dính hết rồi. Dạ. Rồi. Một phần ai nữa, chị còn ai nữa? Chị ảnh làm cái gì? Thôi cho đi phần nữa đi. Rồi thôi cho phần đi. Tờ hồ. Rồi. Đổ lòng nào không? À, bữa giờ mới thấy cô. Ủa anh hai không đây lấy anh hai? Bữa nay không có thịt bò không lấy hả? Anh có ăn không? Bữa nay cà ri gà ngon à. Từ già tới bé. Rồi, gửi cho anh. Bữa giờ nổi tiếng trên TV rồi đó. Được, cái cô bị liệt phải không? Rồi, cô bị liệt, đưa cho cổ một phần đi. Dạ, đó, đem vô dùng rồi nè. Có người đem vô dùng rồi đó. Có người xách vô dùng, cái người đi không được nghe Tùng. Rồi, để cho chú vé số đó. Chú vé số nó vô tới kìa. Rồi, lấy rồi thôi, có anh này. Ờ, vé số chiều số. Vé số. Giờ bán rồi, nó lo bán rồi. Dạ. Yes sir. Dạ rồi. Chú dừng phần giùm con nha. Ủa? À, mua vé số. Rồi. Gì vậy sao tự nhiên sớm kia kéo qua sớm này nữa. Rồi vô một sớm khác.
Anh chị bị khiếm thị, anh chị bị khiếm thị, khiếm thị. Thôi gửi cho, gửi cho anh hai phần đi chị. Bả 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 đem lại hai hộp cho mấy bả. Ai khổ gì vết thương làm đi gì chầu lại. Khiếm thị. Anh vậy thì anh sống làm sao? Kiếm sống như thế nào? Bán nhiều bao nhiêu số hả? Wow. Ở đây ngoài mà lấy cho cái đầu cưng hai nó ra. Để kiếm thị gì để bán vé số, có khi nào bị giật vé số không? Có chứ, anh nghĩ sao anh không bị giật? À. Không, anh nghĩ sao không bị giật? Trời ơi. Nhưng mà đứa bé sinh ra bình thường hay có bị kiếm? Bình thường đúng không? Mừng quá. Mừng đó, mừng đó, vậy mừng như bằng vậy. Cầm được không, cầm được không? Rồi 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 rồi, cũng may thấy tay. Ờ, cả hai kiếm thị hết. Sinh ra đứa con bình thường mừng ghê. Em nhờ sớm vậy á. Ờ, để em qua cái trường hợp đó đã chứ đã. Rồi rồi rồi. Ôi, ở đây còn khổ hơn nữa. Trời ơi, ở đây. Rồi sống vậy thôi đó hả? Rồi, mình mấy người vậy chị? Mà anh nói sao? Ờ vậy hả? Coi như là không làm nữa rồi đúng không? Không có đi làm rồi. Ờ rồi, rồi đem em bước vô chổng được không? Em bước vô chổng được không? Chắc mang hai phần ăn vô đây á, luôn ơi. Hai phần. Ừ. Trời ơi. Sống ngay bên cạnh một cái đống xà bừng bãi rác luôn. Cái mùi xú uế nó nồng nọc các bạn. Nồng nặc. Rồi ảnh đâu rồi chị? Không đi làm. Ờ bữa nay đi làm, còn chị ở nhà hả? Dạ, giờ đâu cũng có đi làm nhưng mà giờ dạ. Mà anh chị là người ở đâu? Trà Vinh. Trà Vinh hả? Em thấy Trà Vinh cũng yên bình cũng được mà sao lại rời quê hương? Dạ. À, đây là cà ghi gà ha. Dạ, cảm ơn hai em. Rồi. Một ngày mà ảnh đi làm là kiếm được bao nhiêu tiền nếu mà làm tàu hộ? 300 mà. 300. Cái kiểu này là trời mưa làm sao mà chịu nổi ta? Ướt hết luôn. Cũng có bày không? Cái tấm cũng che lại để tạm ở được. Dạ. Ở khúc đó. Ở Trà Vinh là chị, chính xác là chị ở vùng nào của Trà Vinh? Ở thăm Trà Vinh ngay huyện Cầu Kè đi vô. Cầu Kè. À ok, vậy cũng gần khúc giáp với gần Vĩnh Long đúng không ta? Cầu Kè. Đây, đó các bạn, ngoài sau là con kênh nha. Em đã sai bước quay cái con kênh hay gì hả? Em bước. Những cái bán ép tạm vậy thôi. Đây. Những mảnh đời Sài Gòn. Qua đây nè chị Châu ơi, em muốn thấy ánh sáng. Chị có ra ngoài đây mới thấy ánh sáng được. Rồi. Rồi ngay khúc đó được á. Ở đây cái xóm nhà trọ mình một cái phòng trọ gì là bao nhiêu tiền cô? Nhà trọ vậy nhiêu tháng? À. Rồi, triệu rưỡi. Rồi. Ba ơi. Anh cái gì nữa? Không đủ, không đủ bên em, không đủ. Không đủ. Rồi. Kết. Có chưa? Có rồi. Rồi mình đủ lại cho bên viện quận 8 không với lại bạn rác. Ok đúng không? Rồi ok. À ok. Bây giờ nào? À. Ủa gạo mà mua được có nhiêu đó thôi đó hả? Có, con ngày nấu ăn ngày thôi là qua mai mua tiếp.
ơi. Rồi xong hết. Quay trở lại em bán vé số mà cái chân đó. Rồi. Phú. Cái nào là của bên bệnh viện phục hồi chức năng. Ủa chị không có đi qua bệnh bệnh qua bệnh viện chấn thương chỉnh hình chứ qua đây. Nó biểu qua đó làm. Tại vì bên đó là làm giò làm đầu luôn. Ở chính xác là hiện tại là bữa là chị đi là khám là bao nhiêu tiền? Mấy bệnh khám có 130. 130 ngàn đồng rồi. Cái định hướng của họ là như thế nào? Định hướng là nói khi nào mà bác sĩ này về tới là đóng tiền đủ vô là bắt đầu người ta. Đóng tiền đủ là bao nhiêu tiền cô? Dạ thì 4 triệu đó cậu. 4 triệu hả? Là họ sẽ làm cho cái phần gót. Tiền tập trị liệu nữa là 4 triệu rưỡi á, tổng cộng là 4 triệu rưỡi á, tập tiền trị liệu luôn. Bác sĩ hiện tại là đang đi đâu? Đi công tác từ thiện ở đâu á, rồi bữa cũng nói mà tôi nghe không rõ. Chứng tư chỉnh hình mà lại chuyển về cho bệnh viện phục hồi chức năng. Tại vì cháu nó hồi đó bên đó cũng đó về thuộc bên đó cũng là làm luôn. Ủa họ không có đóng mộc đỏ hả? Dạ. Không có đóng mộc đỏ hả? Dạ không có, dẫn này đi về bên đây xã này mình chứng cái nữa rồi mới đâu đem qua bển. Không, nhưng mà ý đó là lúc mà chị qua bên bệnh viện này nó không có đóng mộc đỏ gì hết, chúng này biểu đây này viết này để ổng về tức là do sẵn chi cho để vẽ thôi. Còn cái 130.000 đồng là đâu có thu chi, có cái tờ đó không? Có cái tờ thu chi đó không? Có cái tờ mộc đi vậy không? Dạ. Mình quay kỹ lại cái tờ hồi nãy mình cái tờ đó. Em đẩy lên đây. Con ấy mọi người bỏ lên tờ đó, con ấy cũng nhiều tiền luôn. Đâu có biết đâu, cái tờ nằm trên bàn á. Cái này nó ghi gì đây? Chân phải ngắn hơn chân trái 4-5 cm. Đề nghị làm miếng lót. Miếng lót phần gót 4.5 cm, dài đến mũi 3.5 cm. Là cho hai chân nó đều nhau á. 11 tháng 5 năm 2020. 11 tháng 5, bữa nay là 16. 5 ngày trước à? Ủa bên đây mấy ngày 5 ngày trước hả? Ồ, nhanh quá hả ta? Rồi, khám lại xin mang theo giấy này. Rồi. Bác sĩ Hà Khánh Hồng Khánh Sơn. Đơn xin xác nhận người khuyết tật. Đúng 66, xe 47 Hưng Phú. Hưng Phú. Rồi, gần mình. Ở đây từ anh hoặc chị Tân Phạm với Loan Lâm gửi cho cô là 100 đô. Yeah. Rồi chị Loan Nguyễn gửi 1 triệu đồng. Yeah. Từ cô Trâm Nguyễn là 100 USD nữa. Yeah. Rồi từ anh chị Vàng Thủy. Anh chị Vàng Thủy là ngày xưa cũng đã từng rất là khó khăn ở Việt Nam. Yeah. Cũng từng đi bán vé số. Yeah. Họ định cư nước ngoài và họ thương cái tình cảnh của em này thôi. Yeah. Thì họ gửi cho thêm 100 đô nữa. Có nghĩa là tổng số tiền này là 1 triệu. 300 đô. 100, 200, 300, 300 đô và 1 triệu nha. Yeah. Rồi, em sẽ quay lại. Yeah. Khi nào cái chân nó hoàn toàn hết. Yeah. Yeah. Chắc là lát sẽ lấy số điện thoại của cô nha. Yeah, yeah. Tại vì muốn coi xem thử coi là cái tình trạng như thế nào ha. Yeah. Thì ở đây sẽ là 300 đô và 1 triệu đồng. Yeah. Rồi. Mà tụi em mong muốn là có làm gì thì giấy tờ này đủ cho tụi em. Phải có giấy tờ nha. Phải giấy tờ đầy đủ. Nhớ giữ lại từng tờ giấy luôn. Cái bất cứ tờ giấy nào cũng được. Cứ cái giấy tờ luôn, đặt cái những cái nguồn đó. Đây 100, 200, 300. Cái này cô nên đi ra đổi liền luôn. Yeah. Vì sao biết không, là bởi vì cái tiền này mà nó rách á. Yeah. Thì nó rất là phiền phức. Yeah. Nha, mang ra tiệm vàng và nó đổi liền đi. Yeah. Hoặc là ngân hàng đổi liền luôn. Vô ngân hàng đổi. Trang tiệm vàng cũng được. Vô tiệm vàng đổi liền luôn. Yeah. Đừng để tại cái tờ. Không. Nhưng mà cái tờ định nhớ, cái tờ này mà nó rách một cái là rất là phiền phức. Tại vì ở nước Mỹ nó xài hiện tại là đô sẽ là 2 triệu 3 hai mấy ngàn á. Hơn 2.3 triệu, ở đây là 2.3 triệu là đó là cái này là 2.3 triệu. Ở đây là 7, này là 7 triệu, này là 8 triệu. Dạ. Đủ để cho những cái chi phí khác. Rồi. Dạ rồi, ok. Thì gia đình cứ làm gì thì giữ lại giấy tờ. Nhớ giữ lại toàn bộ giấy tờ và hai cái biên lai. Biên lai hóa đơn. Biên lai hóa đơn và bất cứ tờ giấy nào luôn. Dạ. Dạ. Cái gì? Cảm ơn. Rồi, ok. Cảm ơn mấy cô và gia đình rất là cảm ơn mấy cô với cậu. Bây giờ cái cháu gì cũng mừng. Bây giờ cái tay của cô nè, thực sự với cái số tiền này á, bây giờ cô có đi thám thử đi coi đi như thế nào nha. Thử luôn cũng đi. Sẽ gần, cũng sẽ gần đủ không? Cho mình đi khám lại luôn á. Cái này là nó mổ ra rồi đẩy cái xương vô. Rồi cô đi hỏi lại thử đi, coi cái như thế nào nha. Dạ. Nha. Dạ. Bây giờ cái tay thì gần như không hoạt động được rồi. Được nhưng mà cái này đau lắm. Đau. Xách cái đấy. Rồi, cô đi coi lại cái tay với lại cái chân của cô đem với cái số tiền dư này nếu cô được. Giờ làm thử ha. Dạ. Ok, rồi. Rồi Phú nói lại đi. Dạ cho con gửi lên thăm
con gửi là cảm ơn mấy chú mấy bác trong đó. Ờ rồi rồi con rồi. Cảm ơn nhiều, con biết mau biết đi. Dạ 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 dạ. Con mừng lắm, con mừng lắm. Ừ ừ. Rồi thôi chào Phú nha, về dạ. Nha. Ờ lấy số điện thoại. Thì cái đó là đúng. Bữa nay ăn sao thấy con sao cô? Béo à. Béo à? Bao nhiêu nước cốt dừa mà bà ngoại ba nấu. Hả cô nói gì? À. Dạ. À đâu có đại thì họ ăn chay mà, nhiều người ăn chay. Nhưng mà vậy tại sao lấy làm chi vậy trời? Mấy người đó. Đợi nói thiệt à. Rồi thôi mình vô bệnh viện quận 8 nha. Bữa nay trễ giờ khổ quá bà rác nữa. Vô bệnh viện quận 8 thôi, không có kịp đâu. Hả? Cho hết luôn. Bù rác bữa nay không kịp đâu, 1 giờ rồi. Nó sợ máu mà. Để cho chậu mà biết sao cho chậu thắt bụng đó cho nó bớt đủ xíu. Cầu thang nó đúng đi. Cầu thang nó đúng đi cầu thang. Ờ đấy, mày chấm bếp trước được. Gửi cho chú một hộp đi. Một hộp thôi. À, bệnh nhân dũng nhiều á, chú nhận hộp thôi nha. Dạ. Rồi lên qua thận trước đi, mình lên qua thận trước. À, cô hộ lý khoa thận ra, gửi cho cổ luôn đi. 15 người khoa thận, họ mới xách lên nữa. Dạ. À, khoa thận 15 người, nhớ cổ rồi, gửi cho cổ đi. Bữa nay phải mua thêm cái giỏ này nữa. Rồi. Đây là 3 không? Đóng nắp. Tối giỏ là tiện ha. Cũng mua giỏ tiện. Ăn bao nhiêu? À, làm từ thiện đầu tư cái này. Đây. Má, đôi dép mà màu hồng đó mày. Ở đây được rồi. Vô luôn hả? Cô chú ở đây có bánh mì cà ri gà. Rồi, mình gửi vô trong đi. Ồ quá hả? Ờ. Vậy rồi, để chú để ăn chiều. Dạ. Ờ, chú không ăn hả? Rồi, chị gửi con một phần thôi. Dạ, ờ, chào chú. Rồi nghe mùi bánh mì thơm quá. Dạ. Dạ. Dạ, nổi tiếng ha. Dạ dạ. Bà ở đâu vậy bà? Bà về quê nhà ở đâu? Quận 8 hả hay đâu? À quận 8 luôn, dạ. Dạ, phường 14 quận 8. Bánh mì đặc ruột các bạn. Rồi đặc ruột á chứ không phải là loại mỏng đâu. Dạ. 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 Rồi con chào bà nha.
93, 9 mấy tuổi rồi. À, 9 mấy tuổi. Ủa sao có mình bà đây à? Bà có ngoài này rồi. Bà trên miếu á. À, ủa? À, cái đợt miếu đó con gặp bà rồi, bữa nay bác nhập viện. À, rồi con nhớ rồi, rồi. Rồi thôi con chào bà, con đi tiếp nha. Dạ. Cho tiền đi nhập viện, tốn tiền đó. Dạ, dạ. Ê mày bụi đời chợ lớn hả? Mày bụi đời chợ lớn hả? Hồi sáng nó ăn rồi mà. Ngờ đó, lùng. Bậy bạ ư? À. Ờ, thấy mày rồi. Bữa nay hơi trễ xíu, do đi nguyên cái sớm ở Bình Chánh á. Bữa nay cà ri gà bánh mì cô ơi. Leo mấy tầng lầu thở không hển. Rồi. Rồi, cà ri bánh mì ạ. Ở đây tất cả là 1, 2, 3, 4, 5. Anh có ăn không? Rồi, cho anh chạy xe ôm này một phần luôn. Đó, có rồi đó. Dạ, từ từ. Ủa, cái con có cái điện thoại cái gì vậy? Ở đâu cái quạt á. À, dạ. Đưa mày vô. Anh thấy cái đây giờ ở đây đưa mày sao? À. Ý. Cái đó cà ri gà nha cô chú. Dạ cà ri gà. Hết chưa? Dạ. Ờ, dạ, cảm ơn chú, dạ. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Bệnh viện quận 8.